hỗn hợp những tình huống khiến người xem cười tụt huyết áp. Xin chào, vũ trụ hài đã quay trở lại đây. Xin mời các thánh cùng giải trí với những tình huống cười lăn cười bò sau đây nha. Ây da, tầm này đi mua máy giặt, muốn biết nó hoạt động tốt hay không thì phải học hỏi chị gái này nha. Trời ơi, cái quân què gì vậy? Kiểu gì? Chui hẳn cả người vào trong để kiểm tra luôn kìa. Chị gái, chiếc máy này chỉ có công dụng giặt quần áo chứ không có giặt được chị đâu. Thiệt đúng là bó tay với chị quá đi hà. Nhìn vợ chồng người ta yêu nhau hạnh phúc thế nhờ. Chị vợ tâm lý ghê, thấy chồng sắp nhảy mũi là né sang một bên ngay lập tức. Và rồi ngồi ở nhà mà ta nói mùi thúi tràn ra tới ngoài màn hình luôn đó. Chuyến này anh chồng đi hơi xa luôn nha. Thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Là như này nè. Lãng mạn thế nhờ, nhìn mà chị biết ước thôi đó. Ủa gì vậy? Thằng chó, mày lừa bố mày. Ơi, có mất dạy quá không vợ? Rồi mắc cái gì nhờ người ta cầm hoa để rảnh tay mang vậy? Tôi thấy mà tôi tức cái lòng gật á. Thật là đáng thương cho cô gái ấy. Nếu phải đi ăn với đứa mình ghét thì phải làm sao? Học hỏi nè anh em. Thấy mà muốn ói sắp bật lờ luôn đó trời. Tình nghĩa vợ chồng coi như toan thật rồi. Tầm này buồn chán mà không có biết làm gì thì rủ đứa bạn thân chơi cái trò này nè, đảm bảo tình nghĩa bền lâu liền. Hey, đằng sau nước mắt đúng kiểu tay nhanh hơn não trong truyền thuyết luôn ha. Ây, thật là quái chướng thằng bạn thân. Lớn mà chơi mất dạy quá nha mày. Chơi như này thì xứng đáng chơi với dáng nhà ma. Nhỏ lớn mới được làm sinh nhật, thích ơi là thích. Cái vậy, đây còn được đứa bạn thân sắm cho cái bánh siêu to khổng lồ đó chứ. Ây, hạnh phúc quá đi. Chuẩn bị thổi nến thôi nào. Ơi, có mỗi cái chuyện thổi nến cũng làm hỏng được nữa. Dẹp mẹ cái sinh nhật luôn chứ, ăn uống gì tầm này nữa. Còn gì nữa đâu mà khóc vui. Lâu lâu được ở nhà một bữa mà ông bà bô bắt quét sân, chán thiệt chứ. Đúng rồi đấy. Rồi cái chổi đâu mất tiêu rồi ta? Nhớ mới xài mà kỳ vậy trời. Lạ thiệt chứ, lại phải đi kiếm cái chổi mới. Kỳ ta, cứ thấy sai ở đâu á. Trời ma, rồi cái chổi cũ ở đâu ra vậy? Sợ quá ma ơi. Đúng là một câu chuyện tâm linh rùng mình đáng sợ. Vũ trụ hài cũng phải bó tay với con bé này luôn đó mọi người. Bỏ tật, vừa làm vừa dán mắt vô điện thoại nha chưa. Hey, tầm này anh em lái con Ferrari cũng không xịn sò bằng cưỡi ngựa đâu nha. Nhìn hai anh trai này cưỡi ngựa mà tao nói ngầu dễ sợ. Cha, nhanh lên. Hey, nhanh nữa ngựa ơi. Ôi trời ơi. Ủa alo, ảo gì trời. Mai mốt bớt ra dễ giùm nha hai ông nội. Báo quá trời báo hà. Khi bạn muốn làm người tốt nhưng mà ông trời không cho phép, bi lai. Ụ là trời, kêu người ta giúp rồi thả bơm vô mặt người ta vậy đó. Có ác quá ông vợ. Thương chị gái, chắc là chị bất ổn lắm. Hy vọng chị sớm vượt qua cú sốc này. Thấy vợ đang lao chùi cực khổ, anh chồng quyết định đổ luôn ly mì cho cái thao để tròn cho vợ vui. Và cái kết nghĩ vậy là ngầu. Bình thường bạo lực là không tốt, nhưng mà ủng hộ chị gái hai tay hai chân luôn nha. Vừa cái nư của tôi dễ sợ vậy đó. Chị em có ý kiến chung câu nào để lại chia sẻ cho vũ trụ hài biết với nha.
thơm ngon, mời bạn ăn nha. Cam siêu mộng nước được hái trực tiếp trên cây đây. Mại vô, mại vô. Thôi hết rồi, thôi hết rồi, thôi hết rồi. Ủi kìa, ủi kìa, chủ ơi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Này thì thơm ngon, nhanh nhanh đi kiếm nước giải cứu thôi nào. May mà có vòi nước sạch chứ không là quanh cơ mẹ nó rồi. Xin vĩnh biệt cô. Vĩnh biệt chị gái nha. Chuyến này chị đi hơi xa. Bye bye chị. Như thế nào mới gọi là yêu vợ? Đây đây, cứ phải như anh trai này nè. Biết vợ muốn hút thuốc là sẽ chăm thuốc ngay cho vợ. Nghịch quá, thế mới là hảo hán chứ. Đúng là hảo hán mà. Hey, thì ra anh chọn cái chết à. Sao lại dám đâm thẳng đứa thuốc vào mũi chị gái thế kia. Giờ thì đang xuất khỏi trái đất luôn rồi. Hẹn anh ở kiếp sau nha. Khi bạn muốn cưa đổ cà rốt một cách nhanh chóng, bước 1, mua xe hơi. Trời ơi, đúng là một cặp trai tài gái sắc. Nhìn ông anh lái xe bao ngầu, em gái thì hiền queo. Tầm này mà không đến với nhau thì chắc tiếc đứt ruột. Rồi rồi, vô một khúc rồi, chuẩn bị xuống xe nhào tới chị gái và con thiêu thân nào. Get go! Oh no, oh no, oh no, 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 no. Ây da, cô gái mà hơi bị xu, chia buồn cùng với anh trai nghiên. Tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe nào anh em. Hey hey hey, nhìn mà học hỏi nha. Sao mà đỡ được đúng không? Cảm giác cô đơn, đang đi trên đường mà nhận được cái ôm từ gái xinh thì sẽ như thế nào nhỉ? Thì sẽ như này nè. Quay quay, xém một xíu nữa là hố rồi. Ôm bày ôm bà con gái người ta là nâu mắt luôn nha. Nhìn người ta có anh chồng tâm lý mà thấy ham ghê vậy đó. Yêu vợ thương còn hết sức luôn à. Quá trời là xử lý khéo luôn rồi nha anh ơi. Ủa alo, có lắc quá không vậy anh? SOS, ai đó giải cứu đứa bé hộ tôi với. Cứ thấy sai sai kêu gì á nhờ. Đúng là lần đầu làm cha còn hơi bỡ ngỡ. Túm cái quần lại là sau khi xem qua 1001 những sự cố xấu hổ muốn động thổ với những khoảnh khắc hài hước muốn bể bụng thì các bạn cảm thấy như thế nào? Nếu chưa đủ đô thì nhớ đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo. Vũ trụ hài sẽ đưa các bạn bay cao bay xa đến những nơi mà chỉ có tiếng cười và niềm vui thôi đó. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.